thì hãy cùng theo chân đoàn tiền trạm chúng tôi để xem ai sẽ là nhân vật của chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước kỳ này. Và cũng xin được bật mí với quý vị rằng là chúng tôi đã đi qua rất là nhiều địa phương, nhưng địa phương này thì đây là lần đầu tiên mà đoàn của Ngôi Nhà Mơ Ước ghé thăm. Người mẹ này có một đứa con đã bị lạc mất trong một phiên chợ nghèo gần 30 năm trước, cho tới bây giờ cũng không biết tìm đâu. Hãy tưởng tượng ra một người mẹ đã gần 70 tuổi, chắc chiêu từng hạt gạo đồng tiền nuôi nấng thuốc thang cho một người con gần 40 tuổi bị bệnh tâm thần, không biết ngày đêm, không biết trời đất. Hãy tưởng tượng sự chịu đựng của một người mẹ già cưu mang 5 người con từ khi căn nhà cháy trụi hoang tàn, không còn một mảnh giấy tùy thân, người chồng chết vì bị bỏng nặng, đùm túm đưa từ khu kinh tế mới ở Dương Minh Châu, Tây Ninh về lại với Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Hãy tưởng tượng một người mẹ già và một người con trai lúc tỉnh lúc mê khiêng từng miếng ván hòm từ khu nghĩa địa giải tỏa cạnh bên về nhà rửa ráy, cất giữ để bán đi kiếm tiền đông gạo chạy ăn qua ngày. Không xa xôi gì, nhưng làm sao có thể tưởng tượng nổi quanh ta có những mảnh đời cay nghiệt đến thế, có những con người phải kéo lê cuộc sống của mình trong mòn mỏi và tàn tạ đến thế. Cô Nguyễn Thị Tâm ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, một buổi sáng tháng 3, chúng tôi đến và không thể bước đi. Cô Mina cùng xây ngôi nhà mơ ước. Em chào anh ạ. Anh Hùng phải không ạ? Dạ. À, đang sửa xe hả? Dạ, sửa. Xe này là để em chạy xe ôm nè. Dạ. Thấy không? Cũ quá rồi, đứt hết rồi. Dè giết. Cái này là... Bị... hư hết đó, chưa có tiền sửa rồi, giờ cột đã. Lấy dây ni lông cột lại hả? Ni lông cột mà. Cái yên của anh nó cũng bị rách hết trơn rồi nè. Dạ. Dạ, thắng còn không? Còn có thắng sao. Dạ, còn thắng sao. Dạ, anh ơi, có cô Tâm trong nhà không? Dạ, má em ngoài chợ chị. Em xin phép vô nhà thăm nhà anh cái nha, xong dạ. Rồi có gì anh chở em chạy ra chợ thăm chỗ làm việc của má anh nha. Dạ, được chị. Dạ, em vô. Hùng ơi, đi ra chợ à, sao ở trong nhà hết cơ, hết gạo, hết muối, hết đồ hết? Tại chưa có mua gì. Yeah. Đi cho em ra chợ chỗ mẹ anh bán á, rồi à, em coi có làm giúp được gì bác, với lại à, cũng thăm mẹ anh luôn. Đổ xăng chưa? Đổ xăng chưa? Rồi chạy đi rửa xăng. Từ đây ra chợ là khoảng 10 phút hả? Vậy cũng gần. Vậy là mẹ anh đi bán cũng gần ha. Dạ. Dạ. Rồi xe này nè, em thấy nó cứ nó kêu lộc cộc lộc cộc á, hình như là cũ quá rồi. Cái này của anh hay anh thuê? Dạ, xe này là đó là em nó mua cho rồi trả lần lần đó chị. Dạ. À vậy hả? Vậy thì đỡ, cái là không phải thuê, nhưng mà mỗi ngày em chạy kiếm được nhiêu tiền? Mỗi ngày kiếm được, chị có bữa đi 30-40. 40. Bữa nào hơn nó có khách thì được. Dạ. 50-60. Rồi à, anh có gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Em thấy ở ở tuổi của anh, khoảng tuổi anh là ta lập gia đình xong hết rồi đó. Dạ. Sao vậy? Tại vì thấy mấy đứa em có vợ đó,
cái vợ người nào cũng nghèo đó. Rồi không ai phụ nuôi rồi vợ đó. Đưa đó ba tôi xếp vào đây cho. Dạ, dạ, ở đây. Tâm ơi. Dạ, bán đây lâu chưa? Dạ, chưa lâu. Vậy hả? Dạ. Vậy, vậy là từ nhà mình gánh ra đây có xa không? Dạ, cũng gần à. Bán ngày đủ để ăn không? Dạ, thưa, một ngày cũng kiếm được 20, ít thì 10 ngàn, mười mấy ngàn. Ờ, dạ. Xếp xếp của này cho người ta thấy. Cải này á. Cái này cũng ngon quá, khi em chị lấy cho yeah, ngon yeah, quá. Dạ, dạ, dạ. Cái bán bữa nào cũng hết hả? Có dạ được... thưa, bữa nào cũng hết. Có ế không? Dạ thưa không. Hả, trời, vậy cũng hên lắm đó. Dạ. Dạ, thôi để mở đây, dạ. Cô mua đi cô. Cô mua cả này hả cô? Lấy hết bó hả cô? Dạ, dạ hết. Dạ, lấy hết bó dùng đi cô. Dạ. Cái này nhiêu bác? Cái này nhiêu vậy? Dạ thưa, cái đó 4 ngàn. 4 ngàn cô. Dạ. Cho xin dạ. Cảm ơn cô. Cô bán cho con một bó rau mồng tơi. Dạ. Cho đây mồng tơi. Cô. Con chào cô. Dạ. Con không? Dạ. Con lấy từ chương trình Nguyên Dòng Mơ Ước. Cô có biết anh không? Dạ thưa. Cô dạ. Mà nãy giờ phụ làm việc với cô mà tới thăm nhà cô, chút nữa tới thăm nhà cô luôn. Dạ. Là nghệ sĩ Tú Phi Điểu. Dạ. Cô thấy chắc cô muốn coi tivi rất là hay đóng những cái vai người lớn tuổi, người già trong nhà. Coi tivi thì có hồi cái tivi đó hư nhớ, hư dạ. Không thấy dạ, không rõ, có dạ. Hồi mở không có. Dạ, hay dạ. Còn như sợ ế quá đó thị. Không có sợ ế. Chương trình Nhà Mơ Ước đi đâu là bán hết nhanh liền tới đó vậy. Dạ, giúp chờ con. Dạ, dạ, chờ con. Cô thưa bà con, hôm nay trong khu chợ này có một gia đình sẽ được Nhà Mơ Ước tặng cho một căn nhà mới. Những lần trước chúng tôi đi vẫn luôn nhận được sự cổ vũ của tất cả bà con ở cái khu vực mình đến. Cho nên bây giờ trước hết là chúng ta hãy động viên tinh thần nhân vật của chúng ta bằng những tràng pháo tay thật lớn, rất là yêu thương được không ạ? Mà bà con mới dựng cho con bây giờ ế rượu của chúng ta sẽ là giúp đỡ cho nhân vật. Chúng tôi rất là mong sau tiếng đao đầu tiên của chúng tôi thì quý vị sẽ vô và mua hết rau. Chúng ta chỉ còn rất ít thôi và chúng tôi nghĩ rằng đây là số tiền rất là ý nghĩa. Rồi bây giờ cô ơi, chuẩn bị nha, con sẽ mời mọi người mua. Dạ. Rồi xin mời bà con nào có nhu cầu mua rau thì xin mời ạ. Xin mời chị. Bà con mua giúp giùm. Dạ, dạ cô mua giùm ạ. Dạ cô mua hai cái dạ này. Cảm ơn bà. Dạ, chúng ta cảm ơn bà. Dạ, giúp bà từ nghiệp ấy. Dạ, lấy cải hả? Dạ, lấy cải ạ. Rồi, có ai nữa không? Trời, hết rau để bán rồi. À, cô đang muốn à? Cô này lấy cải. Rồi, cái tập đấy. Cải bất hảo nha. Dạ, dạ. Cho có bệnh chân nha. Rồi, vậy nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Hai nửa ăn hả? Dạ. Khối 500 hả? Dạ. Khối 1 ngàn. Cái này ủng hộ luôn đi chứ. Khối 1 ngàn. Khối 1 ngàn. Chưa. Dạ, ủng hộ luôn được không? Vì nó có tiền lẻ. Anh mua rau cải nha. Cải tơi, cải dạ cô cầm vốn trong vòng nè. Cải trong miếng này giờ nấu canh nó cá nè. Dạ thưa bây giờ còn có cầm giùm. Chỗ này như cái này anh em nhìn anh rồi. Dạ. Để dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Cảm ơn luôn. Dạ. Cho cháu cái mình làm ơn cho em cái đó. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Dạ dạ mua tiền luôn. Cảm ơn bà con. Bỏ tiền ra coi đếm bao nhiêu. Con đếm dọn dẹp thế này. Cô sẽ kiểm tra lại coi mình bán được bao nhiêu tiền. Ừ, nhiều quá thì ơi. Kêu cái ào hết trơn rồi, không có ế đâu mà sợ. Trời bán nhanh quá. Chục. Mừng quá. 20, 25, có 56. Rồi, 30. 34 ngàn. 34 ngàn bán hết rồi, không lo phải không? Dạ. Rồi, bây giờ để con đi. Để dọn dẹp vô. Dạ, để trả cái đai cho ta đó. Dạ. Trả bao cho ta hai chị? Dạ. Rồi. Với lại cô Phi Điểu ơi, con thấy có ý kiến vậy nè. Thật ra hồi nãy con vô nhà cô rồi. Con vô nhà cô rồi, nhưng mà chỉ có anh Hùng thôi chứ không có cô ở nhà. Con thấy trong nhà cũng sơ sài quá, không có đồ đạc gì hết đó cô. Dạ, cho nên đó là người ta cho hết.
Em nó bệnh không còn gì hết á. Bây giờ sao? Cho nên bây giờ á, bây giờ thì con đề nghị là bây giờ mình đi về nhà, xong trên đường về á, con với cô ghé vô tiệm tạp hóa nào đó. Rồi mình mua ít, đúng rồi. Nha, mua gạo nè, mua gạo, mua đường. Mua gì vậy? Trưa nay có bữa cơm ngon. Ồ vậy hả? Thưa bà con. Được 36 ngàn. Dạ. Hôm nay với sự giúp đỡ của bà con là chúng ta đã bán được mớ rau này trong vòng 3 phút mà chúng ta đã có được 38, tức là gần 40 ngàn. Gần 40 ngàn. Rất là cảm ơn các bạn đã con. Bán cho cô Tâm. Dạ. Bán cho cô Tâm được 40 ngàn. Rồi, cảm ơn bà cô. Dạ. Cô cảm ơn nha. Đẩy bà con. Các cô, các chú. Dạ. Rồi, xin chào tạm biệt bà con và hẹn gặp lại lần sau nha. Cảm ơn bà rất là nhiều. Bây giờ mình đi về mình mua mấy xíu đặc vật đi nha. Dạ. Giờ ta về đây xây nên giấc mơ yên bình cho người anh mãi ấm tình đồng. Trẻ thơ tiếng ca vui đùa hồn nhiên đến ngôi nhà yêu thương để cho ngày nay. Rồi bây giờ dạ, đi về. Đưa con cảnh cho. Rồi cô đặt xuống để không? Dạ được. Rồi cảnh cho. Tại giờ tới nhà rồi đó cô. Cô vô trước đi, còn bán cho cô vô đi. Dạ, dám nặng vô trước rồi. Ai dạ. Ừ. Dạ, anh Hùng. Để con phụ cô cất cái này. Cô Điểu biết không, hồi nãy vô nhà là con có được ra phía sau nhà, con coi sơ sơ rồi thì thấy là trống trơ, trống mát mà. Cái này là cũng gom từng miếng gạch về. Dạ, như cứ nhà nào ta làm còn bao nhiêu thì xin hết đem về. Mấy năm rồi đó, dạ. Dạ, xin đỡ. Dạ. Bởi vậy nên cô Điểu tới đây. Dạ. Ừ, nó còn cái chỗ này không? Dạ. Chỗ này cũng chưa. Chỗ này phải chưa để cửa để đóng cửa. Còn cả gạch đá rồi cây. Dạ, xin ta. Dạ, xin ta. Cứ nhà nào ta làm còn xin. Cái này để chết lên đây nha, mời ta ha. Dạ, dạ. Để con đem ra phía sau bàn thờ. Vô là không còn được miếng gạo nào luôn á. Thôi ra cải để đây. Chết cho bả rồi nè. Đây, con sắp lên đây cho cô. Nhà mình chật quá, đất rồi gạch nó cứ lẩm chởm ha cô hả? Cái nhà này là lâu lắm chưa cô? Lâu. 10 năm không cô? Dạ, hơn. Dạ, chỗ nào chuột nhiều lắm ha. Dạ, chuột nhiều lắm. Đất nó đùng có cái gì nước tập lên cho đắng lên hả? Dạ, dứt dữ lắm. Còn cái nhà mà ngày xưa mà cô nói là bị cháy là cái nhà đó bị cháy ở trên Kinh Tế Dân Châu. À vậy hả? Cháy ở chợ Ninh Lận. Dạ dạ. Hồi tên Ninh Lận. Dạ, cháy ở chợ. Cái lúc đó thì nhà cửa mình coi bị cháy thằng hoàng hết trơn. Cháy còn gì hết. Không còn gì quần áo. Về đây coi ta giấy xanh rồi cũng cháy hết. Rồi anh Hùng có phụ gì được cho cô? Dạ có khi nó cũng chạy ngoài, có khi hai chục mấy ngàn có. Mà khi nào đó, nó nhức đầu quá, nó già. Còn cô có mệt không? Con đi xa mà. Dừa, nước mắm à. Nước nuôi ở đây cô lấy ở đâu? Dạ cứ máy nước con tên nước đâu? Dạ đây. Hồi đó thì xài nước giếng đi gánh xa lắm. Vừa mới vô nước tên mấy năm nay. À, một cái lùa xuống đây. À, cái lùa nước xài. Trời, nhà mình đúng là cái nền gạch này đi buổi tối chắc không bắt té. Nước trong á chứ ha. Dạ, được. Còn nước uống ở đây. Nước uống trong này. Dạ. Sáng kiến âm cái lùa tốt dưới. Dạ, cũng cứ đi kiếm đồ để cái lùa nó mót mấy xong rồi buồn trét lại. Dạ. Cho nó đừng có chảy rồi mình dùng nha. Thôi vậy cũng được. Tạm vậy ha. Ôm sống nhà. Còn nấu củi này là ai đi kiếm củi cho cô? Tôi đi xin. Cái chỗ nào người ta cất nhà đó, người ta xin cái dụng người ta bỏ. Anh dọn hết mấy cái lụng dục anh cho bác đi. Dạ, dạ. Mình nấu. Dạ. Người ta cho. Nhưng mà cẩn thận nha. Dạ, nhà mình nó tùm lum lắm rồi. Cái này cũng người ta cho hết. Dạ. Đó còn nè. Trữ đó đó hả? Dạ.
Trời nghe đây xài quanh năm hả chị ha? Dạ. Chỗ này là nhà vệ sinh của nhà mình luôn. Dạ. Vệ sinh đây luôn. Ngay nấu nướng ngay đây rồi nhà vệ sinh ở đây luôn. Mấy đồ này ta cho hết. Dạ. Tôi chẳng còn nữa. Những cái gì hỏng là cái nguyên miếng tôi cho. Cái này mưa là coi như thôi. Cái số thì xả xuống rồi. Vườn này cũng người ta cho. Cái vườn mà dựng keo leo như vậy, con thấy cô nồng cũng không hồi hộp quá. Dạ, tôi nằm ở ngoài đó. Còn cái vườn này là của anh Hùng nằm. Ủa, anh Hùng làm chưa xong nữa hả? Cô chắc lên đây ngồi nghỉ cho mình. Con trò chuyện với cô chút xíu. Anh Hùng ơi, chắc nghỉ tay chút xíu đi anh. Trời này sợ, có sạch không? Chắc chắn không vậy không? Là tới cô ngủ ở đây á hả? Dạ, tôi ngủ ở đây. Anh Hùng là con trai đầu của cô đúng không? Trai thứ tư. Nhưng mà con trai đầu. Ủa? Đứa đầu mà chết rồi. Đứa đầu rồi chết. Chết rồi tôi đi bán cơm cho người ta. Tại sao cái tôi mới có bầu và đứa mà nói mất đứa con mấy tháng đó. À, là cái chị em mới mua không cái con nhỏ đó chị nó khác. À. Còn cái đứa là kia đứa là con gái kế. Dạ kế anh Đồng Hùng nữa. Dạ con biết. Cái mấy em mua cái nhà ở đường Nguyễn Thông cộng với sếp á. Dạ. Thì tôi mới đẻ ra tôi bệnh quá tôi nuôi không được, mướn ta nuôi. Mướn ta nuôi cũng như là xóm vậy nè, đầu trên đầu dưới. Ta nuôi 4 tháng thì ông xã tôi đem tiền trả cho anh ta thì ta lấy. Tháng thứ năm ta bán nhà ta đi mất luôn. Mà mất đứa con nữa, mà chết đứa là hai. Giờ này bây giờ có cái đứa mà 14, 15 tuổi mà bị người ta dụ đi á Tâm. Dạ. Dạ thưa bây giờ dạ, bé mất luôn không hả? Có. Mất dạ, luôn. Dạ không. Đáng lẽ là cỡ tuổi này này nha. Ngồi. Là 70 tuổi sắp ngồi khóc mà chưa khóc nhiều lo cho con mà 1 giờ đêm 2 giờ đêm ngủ không được cứ vậy cứ khóc nhớ con các cô các bạn các chú cho cái nhà mơ ước vui mừng cũng mừng con mừng không hùng anh có ráng khỏe như thế anh rất là tỉnh táo làm như là anh cũng vui mừng nha thôi để hôm nào á bữa nay thì mình cũng tâm sự tới đây ha cũng biết được hoàn cảnh của chị Tâm vậy rồi hôm nào mà xong nhà Đỗ Thị thì chắc đến con nhờ. Còn tôi có khi điểu cho lẽ là có khi có bận á dạ. Nếu đến được có giờ thì tôi đến dạ. Với Đỗ Thị là đến coi nhà mới của mình dạ. Còn nếu không có tôi cũng nói trước Tâm là tôi sẽ gửi một món quà nhỏ dạ. Để Tâm ăn tân gia dạ. Gia đình cho nó vui ha dạ. Thôi cái khổ đã qua bây giờ mình mừng cho cái mới rồi lo cho con rồi lo giữ sức khỏe nha thôi tình bạn già mình cũng có nhiều thôi ha dạ. Chết bất tử bệnh không có đâu có chết đâu không mà ông bây giờ là vui không có chết ai chưa chết anh Hùng sợ chưa ai lo cho anh Hùng phải không dạ. Bây giờ ở sống sáng sống cho Hùng ra sống không rắc mạnh khỏe cho mẹ ăn được con nhé giờ cháu đỡ đỡ chết để ra mẹ sống không có ai lo mẹ con dạ vui em mất tiếng không được không thể nén lòng được lần đầu tiên gặp chúng tôi cô Tâm đã nói cô đã từng muốn chết nhưng rồi sau đó cô lại nói ngay cô phải sống để lo cho anh Hùng giờ đã hơn 40 tuổi rồi mà không có được gia đình sống để mà lo cho đứa con khờ khạo và thua kém người khác ở đời cả một thời ấu thơ làm thuê làm mướn đến bây giờ gần 70 tuổi rồi mà cơ cực vẫn cơ cực ở cái tuổi này nhiều người già khác đã được con cháu chăm sóc lo lắng vậy mà cô Tâm vẫn chắc chiêu từng giọt sống của mình dành cho đứa con tội nghiệp và vì vậy cô đã sống nước mắt chảy xuống tôi hiểu sự cao cả và vĩ đại của trái tim người mẹ tôi hiểu được sự thiêng liêng và lòng thương vô điều kiện của tình mẫu tử cảm ơn cuộc sống vì sự nghèo khổ có thể cướp mất ở chúng ta nhiều thứ nhưng nó không thể cướp đi tình yêu thương của những người trong gia đình dành cho nhau có một câu nói chí tình đừng từ chối nếu bạn vẫn còn có cái để cho kính thưa quý vị khán giả ngay ở vị trí tôi đang đứng đây nếu như cách đây một tháng thì chúng ta nhớ lúc đó là một sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người bởi vì nhân vật của chúng ta đang trải qua những ngày tháng sống trong một cái điều kiện vô cùng là thấp
Nhưng mà bây giờ thì thưa quý vị, phía sau lưng tôi đó là một căn nhà mới, hoàn toàn mới, khang trang và vô cùng sạch sẽ, thoáng mát. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào trong nhà, mang những món quà này vào và sẽ chào nhân vật của chúng ta khi mà họ nhận nhà mới. Cô Tâm ơi. Dạ. Dạ, chào cô. Trời, bữa nay nhà đẹp quá. Cô làm cái gì dưới đó vậy? Dạ, đương lao cái bếp à, đang dọn dẹp sửa sang nhà mới phải không? Dạ. Trời ơi, con vô con thấy nhà đẹp mà mát quá trời. Dạ. Biết bữa nay ngày gì không? Dạ, cứ các cô xuống à, thăm tôi. Làm gì? Xuống à, xuống chào nhà. Quà. Chào nhà. Nhà là chính thức, nhà đã sẽ là của cô. Nhưng mà trước hết nè, cô có nhớ cái hôm mà hôm trước con xuống đây là có một người nữa, cô nhớ không? Dạ, thưa cô. Ai? Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu. Hồi sáng nay á là sớm lắm, 5 giờ là tụi con đi, thì là cô Phi Điểu đã tới đài, là từ sớm tinh mơ gửi tặng cho cô cái này. Dạ. Thì con có nhiệm vụ là chuyển xuống cho cô, còn nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu thì có xin lỗi cô là không có xuống được. Nè, cảm ơn. Dạ, dạ. Rồi đi lên đây mình mở luôn. Dạ, dạ. Dạ, đi lên nhà trên cho con mở quà cho cô, còn quà cho nó nữa. Dạ. Dạ. Mở đi, chính tay cô phải mở món quà này. Ở đây mình còn có quà của khán giả Thái Mai Phương với lại Phạm Thanh Vân nữa nè. Có vui không cô? Dạ vui. Cô đoán đây là gì? Dạ cô không biết à. Dạ cô thử đoán coi. Dạ cô biết cái gì đó. Mở ra đi, cô mở ra đi. Trời ơi, đẹp quá vải. Này cô thích không? Cái này có vẻ hợp với cô nè. Dạ. Hả? Cái này là cô sẽ may áo mới mặc để em đi đám cưới. Cái này là cũng vậy nè. Cha, cái này là áo luôn. À. Tôi gửi lại cảm ơn. Thích không? Con cho quà nhiều quá. Nè, giờ để cái này xuống đây. Dạ. Áo ướm này lên thử cho có vừa. Dạ. Đó. Trời ơi, nhìn thử xem, cô nhìn thử xem. Nhìn màu vải này có thích không? Dạ, đẹp. Rồi, có đồ mới mặc đi tiệc tùng với xóm giềng. Đây là bộ đồ. Bộ đồ này chắc của cô Điểu tặng cô đây. Cái này đẹp quá nào, cô mở ra thử xem. Dạ. Cô có hay đi tiệc tùng gì không? Dạ, cứ lâu lúc trước thì cũng lâu lâu thì đi đám cưới. Còn mà lúc này văn gãy hết, văn gãy hùng đi không? Dạ. Rồi, bây giờ xếp này lại con mở quà của khán giả nè. Dạ. Oh. Ôi, có tưởng tượng là cô sẽ may cái gì? Dạ, may áo dài. May áo dài ha. Còn cái này á thì nó to lắm nè. Cái này là cái tủ. Dạ. Cái tủ treo đồ. Sao cô sẽ mở ra ráp lại xong cô treo giống vậy nè. Nó xong rồi đấy nè. Cô Tâm ơi, cô Tâm có nhà không? Dạ, chứ có. Đi, ra đây, ra đây, ra đây. Dạ, có khách. Ô, mấy chị là bên hả? Chị tại vì bên họ giờ thiện nhưng quà em đến đây nghe nói cô Tâm có một cái nhà mới ước á, chị đến đây tặng quà của Tâm. Cảm ơn. Cảm ơn. Mình của Tâm. Dạ. Đây là quà của trạm y tế phường An Lạc A. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Em làm giùm cho cô. Cảm ơn chị rất là nhiều. Một cái bàn chị là bên nào đến ạ? Chị bên khu dân cư Nam Dư. Chà, có cái bàn đẹp quá bà. Cảm ơn cô. Sạch sẽ bằng inox nè. Cảm ơn chị nhiều lắm. Bữa nay đông người quá. Dạ, rồi dạ. Nhiều quà nữa cô thấy sao? Dạ, cô vui nha. Vui hả? Nói gì với mọi người? Dạ, cảm ơn mấy cô nhiều. Cảm cô. Dạ. Chúc dạ. Dạ. Bác vui vẻ. Dạ. Nhận nhà mới ước vui vẻ nha. Rồi, không nữa rồi. Cô, một cái món quà to đang đợi cô kìa. Em là đại diện cho công ty cổ phần Sài Gòn Phụ Tùng Ô Tô. Thì hôm nay có một cái món quà tặng cho cô Năm. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cô nhiều. Chắc chắn là chưa có khi nào mà nhà cô Tâm có nhiều quà như bữa nay. Không. Phải không? Dạ. Dạ. Hình như có khách tới, có khách tới. Dạ. Mọi người đi ra ngoài đi. Dạ. Mời ra ngoài. Đi lối này. Dạ, xin chào mọi người ạ. Cô ơi. Dạ, có mọi người bên lãnh đạo địa phương ạ. Xin được giới thiệu ông Phạm Văn Mười là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện. Còn ở đây là ông Phạm Phú Châu, trưởng phòng quan hệ khách hàng của công ty thép Pomina nhà này thợ. Yeah. Rồi ngoài ra còn có rất là nhiều những mạnh thường quân, rồi có cả đại diện của công ty Đông Tây nữa. Mọi người rất là đông vui và chúc mừng cho gia đình mình. À, cũng tôi cảm ơn
tất cả trên đài truyền hình. Xin phép cảm ơn hết. Tôi có sơ sót gì đó thì cũng tha lỗi cho tôi. Tại vì ba mẹ mất sớm không có được đi học. Anh nói không được bằng người ta. Xúc động rồi, khóc nữa rồi. Giữ gìn sức khỏe. Bây giờ cho mọi người vô nhà tham quan nhà mới của mình trước đi cô nha. Dạ. Rồi, đi cô. Buồn có hay xúc động như vậy không? Dạ không. Sao hôm nay lại như thế này? Con nay vui nha. Xúc động quá. Dạ, dạ, dạ. Các cô chú cho nhà đó. Tội nguyện rồi. Không có lo cho mẹ nữa. Tại vì nó bệnh tâm thần gần 4 năm mà đâu có ai lo cho mẹ đâu. Thôi, đi, đi ra ngoài cho mát mẻ nè. Thôi, có nhà đẹp là mua mừng cho cô rồi. Thôi, tham quan một vòng rồi, mọi người có khen không? Cảm ơn cháu nhiều. Ủa chị? Bà Năm được căn nhà mới. Chị là sớm dạ, tặng cô gần đây. Giọng để nghỉ ngơi. Vậy hả? Cảm ơn cháu nhiều chị quá. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra phía trước để có một cái nghi thức quan trọng trong cái ngày nhà mới ha. Mời mọi người ra phía trước ạ. Bây giờ thì đại diện cho nhà tài trợ là công ty thép Pomina, ông Phạm Phú Châu sẽ trao cái quyết định này chính thức cho gia đình của mình. Thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình của đài Hồ Chí Minh, công ty Đông Tây Promotion và công ty thép Pomina, thì chúng tôi xin trao quyết định này cho bác. Dạ. Thì kể từ giờ phút này bác là chủ thật sự của ngôi nhà. Dạ. Thì từ đây thì những ngày cơ cực đã qua, thì chúng tôi mong rằng là trong cái mái nhà đầy ắp tình thương của ngày hôm nay thì bác và anh sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, dạ, xin được chúc mừng gia đình ạ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cái chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước của HTV và nhà tài trợ Thép Pomina. Hôm nay chương trình đã đến đây để tặng cho chị Năm cái căn nhà mơ ước theo cái chương trình. Một lần nữa là chúng tôi thay mặt địa phương cảm ơn chương trình của HTV và Thép Pomina. Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều. Quà tới, quà tới. Dạ, đây là quà của Ủy ban Nhân dân quận tặng cho nhà mình. Dạ, gửi cái sổ tiết kiệm 3 triệu đồng để cho cô. Chà, đây là bà chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân, một doanh nghiệp cũng đi lên từ những ngày đầu tiên rất là cơ cực và cũng thông cảm và yêu thương gia đình của mình ạ. Dạ, xin được cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Đây nữa, đây ạ, xin mời quà được mang vô. Đây là quà của công ty cổ phần Ga Thành Tài. Rồi. Qua đây hả? Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Vậy là sẽ có bếp ga rồi, có bình ga mới nấu trên cái bếp đẹp là yên tâm rồi. Cô ha. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn các mạnh thường quân đã cùng với chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi Nhà Mơ Ước do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện với sự tài trợ của công ty Thép Pomina hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Nhìn thấy giọt nước mắt của người mẹ già 70 tuổi, ta hiểu nỗi xúc động của yêu thương dồn nén bấy lâu. Nhìn thấy giọt nước mắt của người con hơn 40 tuổi ngây ngây dại dại, khóc như trẻ thơ, ta hiểu được gì? Thì ra, trong tột cùng sâu kín, đã là con người thì làm sao không bật lên rung cảm trước những xốn xang tràn bờ. Ta hiểu với cô Tâm, ngày vui vẫn chưa quên ngày buồn. Nụ cười ngày hạnh phúc vẫn đau đớn nỗi nhớ con thuở mất mát xa xôi. Xin làm một phép màu, màu nhiệm như một miền cổ tích để hóa giải những muộn phiền tuổi đời mà trao cho cuộc sống niềm hy vọng chan hòa ánh sáng. Xin cảm ơn Thượng Đế đã luôn giữ gìn cuộc sống con người trong mọi nỗi buồn vui được mất. Cảm ơn cuộc đời đầy đặn yêu thương để mà từ đây không một sợ hãi nào trước gian khó, để từ đây nghịch cảnh chỉ còn là một phép thử, và để từ đây mọi người nghèo luôn có được động lực để từng ngày phấn đấu, biết cố gắng trong hy vọng được chờ đợi ngày hạnh phúc bình yên.
nha, cùng xem vui.